Chào mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người cây súng bắn keo nha. Thì cái hãng này của hãng Tonsen, thì trên bàn tôi là có hai cây. Thì cái cây này á, là nó thiết kế làm bằng, tôi giới thiệu con này trước, thiết kế làm bằng ống nhôm nha, ống nhôm à, này của hãng Tonsen à, giá 170.000. Thì cái ống nhôm này á, chúng ta bỏ cái chai silicon vô đây luôn à, bỏ cái chai mà bắn keo silicon thì trong đây để chúng ta bắn đó, hoặc là chúng ta đổ keo vô đây nó bắn cũng được đó. Thì cái đầu này nó có hai đầu nè, thì tôi sẽ khui cho mọi người xem ha. Thì trên đây đầu đây tôi gỡ ra luôn à, thì đây là cái ống cống, chúng ta có thể nhét cái chai silicon vô đây và nhét chai silicon đây, cái nắp này, cái núm này nè, cái nắp này thì chúng ta có thể mà bỏ đi, nó xài cái đầu silicon chúng ta có đó, còn không ta xài lại vẫn được à. Thì chúng ta nhét vô đây, xài lại à, đó. Còn cây súng này mọi người để ý nha, để ý khi mà cái đầu này nè, cái đầu này và cái đầu này, tại sao nó thiết kế hai cái đầu này? Cái đầu này là dành để khi mà chúng ta nhét cho silicon vô là chúng ta sử dụng cái đầu này, hai cái này đảo ngược dễ lắm. Còn cái đầu này á, là khi chúng ta đổ keo vô này ta bắn thì khi mà đưa nè, đưa vô và nó sát nè, người thấy không, hai cái ống nó sát không, nó đã sát vậy rồi thì khi mà ta bỏ cái chai silicon trong đây thì cái đầu này chúng ta sẽ không có bóp vô được, tại nó đụng cái mép thành chai rồi nha, lưu ý nha. Đó, khi mà ta bỏ cái chai silicon trong đây thì chúng ta sẽ đảo cái đầu lại à, đảo đầu lại thì cái đầu này nó đảo rất là dễ nha. Để tôi đảo mọi người xem, lưu ý nè, trên đây nó có đầu nè, cầm này dặn ra tháo ra ha, tháo ra rồi cái này chúng ta bấm vô giữ nha, bấm vô nè, giữ rút ra, thấy chưa, nhẹ nhàng đó. Và mọi người cứ giữ im như vậy, nhắc giữ nhắc lên nha, nhắc đi nhắc lên rồi xong rồi đó. Đầu bên đây chúng ta cứ nhét đầu lại thôi, thả ra đó bình thường. À, rồi đây chúng ta bấm này, và khi mà chúng ta kéo thì bắp này lên, kéo lên à, nó cái này nó thiết kế là nguyên cái cụm này. Tiếp mọi người ha, thì trên cái súng này á, là cái nó gia công á, là những cái bát này rất là chắc chắn và rất là đẹp, hàng này là hàng công nghiệp nha, đó này gia công rất là chắc chắn. Mình nhìn súng ha, và những cái thân này là nó đúc, nó không phải bằng nhựa nha, đúc này giống như là bằng hoặc timon hay gì đó, chứ nó không phải bằng bằng sắt à, nó cũng không phải bằng bằng gang, nói chung là cái gì nó rất là cứng ha, nói chung là rất là cứng đó. Thì nãy tôi giới thiệu rồi, ví dụ cái này á, thì khi chúng ta bỏ cái chai silicon vô á, đây giống như chúng ta bỏ cái chai silicon vô ha, thì chúng ta úp cái đầu, đưa đầu vào xuống để chúng ta bấm nha. Còn khi mà chúng ta dùng keo á, thì chúng ta bỏ đầu này vô, quay đảo đầu ngược lại ha. Thì nguyên cái bộ này nó có giá là 170.000 ha. Đó, quên xếp này vô rồi, mà cái đầu trên đây thì bỏ đầu này vô, này thiết kế bằng bằng nhôm nha, ống này bằng nhôm đó, nguyên bộ lên ha, và chúng ta bóp thôi mới xả ra ha. Đó rồi, cái này bỏ qua bên, nó nguyên bộ. Tới cái này thì cái này là cũng của hãng Tonsen à, Tonsen nó thiết kế này là bằng inox nha mọi người, inox. Thì cái này nó có hai điểm hay ở chỗ nào, như cái này cũng thiết kế cho mình là những cái tay dây đeo nè, móc đeo tất cả đều là bằng inox hết nha, inox hết nha, inox cầm rất là chắc tay nha, nha cầm rất là chắc tay à. À, thì đây nó có cái cây này, tôi không biết cái cây này là dùng để chức năng là gì à, cái cây này nó thiết kế đây là chứ phải là gì, chúng ta để chọt chọt vô cái lỗ mà silicon mình lúc nó bị nghẹt, chúng ta chọt ta khử nó ra rất là hay ha. Cái này nó quay lên đó, đó cái cây này nè, dùng để chọt nó quay ra hơi cứng đó ha. Khi mà chúng ta chọt vô cái chai silicon nó bị nghẹt, chọt vô để chúng ta
phun cho nó thông á ha. Rồi thì cái này có gì hay giới thiệu nè, người để ý ha, trên thanh này có cái đánh răng nè, đánh răng thì mọi người để ý nè, khi mà chúng ta quay cái càng này nằm ở ấm ép này thì chúng ta bóp nó sẽ có không ăn, khi quay cái càng này nằm ở đây thì chúng ta bóp nó không có ăn, nghĩa là nó không có tác dụng gì hết đó, và khi mà chúng ta xoay qua đây thì chúng ta bóp nó mới ăn. Bây giờ cứ ngắt nè, bây giờ cứ ngắt ta quay lại đây thì nó sẽ không có ăn. Lý do làm sao khi ta quay đây thì cái bánh răng nằm ở trên cái ngàm trong đây nè, đây nó có cái ngàm này nó không có ăn, nó sẽ chạy không, bây giờ và khi ta quay ngược qua đây thì nó sang đó. Thì cái này có tác dụng gì, ví dụ như người ta để mà kéo lên, ví dụ người ta bóp silicon vô, bóp silicon vô tới đây mà ta ngưng thì cái lực nén con này nó có lực nén con này nè, nó sẽ có, thì chúng ta thả về tự động keo nó sẽ chảy ra, và chúng ta muốn cho nó không có lực nén thôi, quay càng lại thì cái nó nhảy lên đó thì nó sẽ không có nén cái chai silicon chúng ta nữa, thì cái nó sẽ không có chảy ra nữa ha. Ok, khi mà chúng ta cần bấm á, nó quay lại, quay đầu như vậy nó bóp ha. Đó, quay này bóp nha. Còn khi chúng ta bóp chúng ta ngừng, quay lại thì vậy nó kéo lên rất là dễ dàng ha, kéo dễ dàng, đưa đó ha, kéo lên rất là dễ dàng, đưa vậy nó bấm thôi. Qua đây thì nó sẽ khóa lại, bên đó nó sẽ bóp không ăn, để tránh trường hợp mà keo nó chảy ra đó. Thì cái này thiết kế là bằng inox, có giá là 140.000 nha mọi người, rất là dày, nên xài gần như là rất là bền, nhiều khi làm mất, không có gãy, không có hư nữa. Làm inox rất là chắc, hàng công nghiệp nha, rất là bền. Đó. Thiết kế chúng ta bỏ cái keo vô đây ha, cái này nó kéo lên nó xuống rất là dễ, thử lên nó xuống rất là dễ, và chỉ cần quay qua đây thôi, quay qua đây là chúng ta bóp ha, để đưa vô được nè, kéo đưa vô một chiều, kéo lên thì không được nha, quay qua đây đẩy xuống ha, kéo lên thì không được đó, là bóp quay đây là rồi. Ok ha, có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ tôi, số điện thoại trên màn hình nha. Rồi, cảm ơn, xin chào.